công ty LGBT. Trân trọng chào đón sự hiện diện các vị khách quý cũng như là quý vị. Lời cảm ơn và lời chào nồng nhiệt. Kính thưa quý vị, là chắc chắn là những khách hàng quen thuộc LGBT, quý vị đã rất quen với tiêu chí hành động LGBT, lấy con người làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn khách hàng làm đích đến, lấy uy tín làm sức mạnh và lấy hiệu quả làm điểm tựa trong hoạt động của mình. Và có những tiêu chí đó thì LGBT đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu đối với mọi người trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Và tùy ý đó mà cứ mỗi năm vào dịp Tết đến xuân về, LGBT lại tổ chức những chương trình đặc biệt để tri ân sự đồng hành với khách hàng. Thưa quý vị, và sự tri ân đó được thể hiện bằng tất cả tấm lòng trong buổi tối ngày hôm nay gắn kết yêu thương 2018. Và có thể nói rằng hành trình thành lập, phát triển và thành công đến ngày hôm nay của LGBT để trở thành người bạn của tất cả quý vị chính là nhờ sự tin tưởng, kề vai sát cánh cùng với LGBT của tất cả quý vị, những vị khách đáng quý có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, để quý vị không phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những lời cảm ơn chân thành nhất từ vị thuyền trưởng quý mến của LGBT. Xin được trân trọng kính mời sân khấu bà Trần Thị Thanh Trang, tổng giám đốc công ty dược phẩm Healthy Beauty sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chúng ta nhận một nhóm tay thật lớn ạ. Thì đang có một cái bài hát của Healthy Beauty
được tất cả tập thể Healthy Beauty sẽ biểu diễn để gửi tặng tới quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin quý vị khách quý sẽ cùng lắng nghe bài hát này ạ. Dạ, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Healthy Beauty Vương Sa của nhạc sĩ Hồ Nhật Hào. Thưa quý vị, chúng ta hãy làm cho khán phòng thêm sôi động với một ca khúc thể hiện tinh thần Healthy Beauty. Một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục đặc biệt này ạ.